Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ khởi động chuỗi hoạt động Ngày hội áo dài và ẩm thực Huế với chủ đề Hương sắc Huế tại phố đi bộ Hoàng Thành. Tham dự lễ khởi động ngày hội có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Ngày hội đã thu hút gần 2.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thành phố Huế tham gia với các hoạt động như khai trương gian hàng không đồng với 2.000 bộ áo dài được trao cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quảng diễn áo dài cộng đồng, chương trình nghệ thuật áo dài đặc biệt Hương sắc Huế, tham quan và thưởng thức những món ăn đặc sản Huế tại gian hàng trưng bày đặc sản ẩm thực địa phương. Đặc biệt, tại lễ khởi động, các hội viên còn được tham gia giao lưu, chia sẻ cùng nghệ nhân ẩm thực Huế về các món ngon của vùng đất cổ đô. Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh tà áo dài và ẩm thực đặc sắc của các vùng miền xứ Huế, qua đó thể hiện niềm tự hào về văn hóa Huế, con người Huế, góp phần đưa Huế trở thành đô thị di sản đặc sắc của khu vực và cả nước.